Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay thì sẵn lên nhiều video về máy thì nay mình lên tiếp cho mọi người con Panasonic CF XZ6. Cái này là bản 7VS, là bản có sim, pin trâu. Chẳng qua là cái ngoại hình nó có xấu thôi và mình bán giá rẻ chỉ có 3 triệu 950, kèm sạc zin rồi tặng tấm nhấn phím như thế này. Đặt nó là mã A84 ha. Có thể mở ra giống như máy tính bảng. Mình tháo ra cho mọi người xem, xoay được hết trơn á. Máy là cực kỳ ok, chất lượng luôn. Màn hình 2K nha mọi người. Đây. Cấu hình i5 7300, RAM 8, SSD là 256 GB. Màn hình là độ phân giải 2K rằng 2160 x 1440. Nói chung là máy là hoạt động hoàn hảo. Không có lỗi lầm gì hết, chỉ có là trên nền trắng nó có phản quang thôi. Cái dòng này nó như vậy. Đây mọi người ha, ở góc thôi, phần góc nè nó hơi trắng hơn bình thường, mọi nền khác là không sao nha mọi người. Chỉ có như vậy thôi. Thì Panasonic thì là cái dòng nó chuyên gia như vậy, nó là đặc sản của nó là phản quang. Cái vỏ ở ngoài là nó có trầy xước như thế này, mình sẽ gài vô xong mình cầm cả cái máy lên mình quay rõ chi tiết cho mọi người luôn. Phím phím thì cũng còn sạch sẽ tương đối ha. Cái chỗ này thì nhìn nghiêng thì nó cũng có hơi mòn nhẹ thôi, không ăn thua gì mọi người. Góc cạnh đây ha, nó có mòn đây nè, rất là nhẹ. Nói chung là mòn như thế này cũng khó thấy lắm, nhìn giống như là kiểu dáng như dơ vậy đó, hơi dơ dơ nhẹ thôi. Đây ha, và gặp lại hoạt động hoàn hảo nha. Đây lý do 3950 là bởi vì là vỏ nó có trầy mòn như thế này, nhìn trực diện thì cũng không tới nỗi nào đâu, nhưng mà khi nhìn nghiêng thì mình thấy nha mọi người nè, trầy rất là tơ tơ lắm luôn nè ha. Nhìn trực diện sẽ như thế này mọi người. Đó, đại khái là có trầy mòn, trầy xước như thế này, mình quay rất là rõ, mọi người vui lòng xem kỹ video giùm mình nha. Đây nè, đó, nhìn nghiêng. Cái những cái dòng này mọi người đừng có xin ảnh, tại vì xin ảnh chụp nó rất là nó không có rõ rệt được đâu. Khi mà xin ảnh thì chụp như thế này rồi chụp chụp mình cũng không tưởng tượng được là cái những cái từng cái vết của nó như thế này nào đâu. Mình mượn ánh sáng mình nhìn nghiêng nhìn dọc mình thấy được đây. Đó, có trầy xước như vậy. 3950, máy kèm sạc zin và pin trên 3 giờ. Đây là bản có sim 4G nha. Rồi ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó mà máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Đây nè. Đây nha mọi người, mã A84.